Trời ơi, Việt Nam nắng tao dẫn má tao đi qua bên Thái, tao tưởng tao được chữa lành. Ai ngờ bà cố nội ơi, lành ít dữ nhiều, đi bộ cũng xả cái háng luôn vậy đó. Chưa đâu mấy má, ở Việt Nam của mình nắng nóng rồi mấy bà hạnh phúc rồi đó. Là còn có bóng cây, bóng ơ đồ này kia chú ngủ, còn qua bên đây tao nói ngang cho loi. Má tôi ba xài kem trộn chiếc này chết chị Bảy rồi. Trời ơi trời. Và đây là nguyên cái outfit chị Bảy chọn. Bao ta thì lú ga, còn cái khẩu trang mua 35.000. Trời ơi trời, nhìn bả tao. Tao thấy quả chè đậu rồi đó. Đây là cái khu du lịch hoàng cung ở Thái Lan. Vô trong đây thì mà mặc đồ dài. Rồi cái ông trưởng đoàn là phải viết ký tên vô này kia các kiểu đó. Công nhận nha, nhìn thì đẹp thiệt. Mới đầu tưởng đâu là vô thăm free hả? Không có mấy má. Vô mấy bà phải mua cái vé 500 bạc. 100 bạc tính ra là tầm khoảng 70,000 tiền Việt Nam của mình đó. Nhà em đi 6 người tính nhân tới ha. Xứ sở chùa vàng mà bởi vì công trình kiến trúc thì hơi bị đỉnh rồi. Đi ngay cái lễ Tết thành thử ra thấy người ta tắm Phật nhiều lắm. Đó là một cái phong tục ở Thái Lan luôn. Mà ta nói nghe mọi người ơi, nhìn cái công trình kiến trúc ở đây là hơi bị đồ sộ. Hồi đất ơi, là người ta dán từ mảnh nhỏ vậy luôn hả ta. Bên phần này là chưa phải hoàng cung đâu. Đây là cái ngôi chùa. Chùa hay đền gì bữa hỏi mà nhân coi mà nhân quên mất tiêu. Đó, thấy bàn tay chế lên cái đầu ông Phật luôn chưa. Cái anh hướng dẫn viên du lịch ta nói đó, chở chế từ da chở xuống thôi trời ơi, đừng có chế lên đầu. Ủa vậy hả? Không nói bà má tôi tưởng đâu tắm là tắm mát luôn, gọi đầu đồ này kia luôn qua bưởi mà qua lại mà. Trời Phật ơi trời, bà chế trên đầu chế xuống ông nội ơi. Thôi kệ đi, thông cảm. Mới trong chùa bước ra cái nhìn bà nè. Má nó trời ơi trời, gì mà nắng dữ vậy trời. Mô Phật, mới trong chùa bước ra đó bà nội ơi. Mà công nhận thiệt nha mọi người ơi, bên đây là nắng gai gắt luôn nha. Má nào mà đi không đem chống nắng theo là về hang lọ đen như lọ nồi luôn. Nắng táp dữ lắm, táp luôn. Mà đi tới đi lui xong rồi, mấy bữa nay má tôi ăn không được mấy bà biết sao không? Ăn đồ ăn Thái không có quen. Rồi bà nói làm sao mấy bà biết không? Trời ơi trời, tao kể ha, mấy bên đây người ta ăn cũng ngộ nghe. Tao khen hay thiệt luôn à. Trời ơi, ăn gì mà cay cũng chết luôn á. Đi ỉa nó gắt đứt muốn gần chết ông nội ơi. Tôi nói mama, giữa nơi đông người tôi lại bà. Bà nói vậy đi rồi người ta biết tiếng Việt, con lấy cái quần con chùm lên con đội luôn. Bà nói không phải hả? Trời ơi, tao có hai bữa mà tao muốn chết cái đít luôn rồi nè. Bà nói mà nhiều khi mà mình bụm miệng không kịp luôn. Rồi, xong rồi bắt đầu khúc này là tìm nơi ăn uống cho bà đó, bà bị đói bụng. Để bên kia order, rồi bên đây em đi mua trà sữa em uống. Mà công nhận nha mấy bà, cái trà sữa này uống hơi bị đỉnh, hơi bị dính luôn. Rồi cũng kêu sương sương ra mấy món, đính chính lại là vậy này ngang. Kêu cái món nào mà nó có liên quan tới ớt là nó ca xé thần luôn. Đặc biệt là mấy cái món gỏi á, còn cái món nào mà không cay thì thôi. Tuy nhiên là mình ăn cay không được thì mình kêu người ta đừng luôn, đừng làm cay luôn. Chứ ít của người ta là cũng 3-4 trái là ít tới mấy má. Chuyến này là tôi dặn không để ớt gì trơn luôn đó. Đó, đơn giản vậy luôn là bà ăn được. Tao ăn được là mày ngon à, còn tao ăn không được là mày mệt mình mày đó. Lúc này là ăn ở trong icon xa giảm á. Rồi xong rồi mấy đứa tôi đi ra ngoài đây chụp hình, tại vì đang cái lễ hội nước sông Rang á, giống như là Tết cổ truyền bên đây của người ta luôn. Rồi, cái này là cái anh tài xế hỏi mình á là có muốn đặt ở cái trên chiếc thào mà chiếc du thuyền á để mà ăn buffet hay là không. Tôi nói thôi lần đi lần khó, đặt ăn luôn đi cho mẹ em biết. Một người là 1.500 bạc mấy bà. Nghe nói là 2 tiếng chạy một lần, bắt đầu là 3 giờ chiều người ta chạy. Tôi đi chuyến 5 giờ. Ê, mấy bà đi chuyến 5 giờ đi, có đi thì đi vậy đó. Rồi đặt cái vé ở trên tầng trên đó, nhìn nó đẹp hơn, nó lãng mạn hơn. Trời ơi, còn quay thì cái vụ mà buffet nữa, tôi nói thiệt với mấy bà nghe. Cái này bán chủ yếu là vé lên tàu rồi ăn cái không gian nó chiêu chiêu đồ này kia thôi. Chứ buffet thì em thấy là không biết nói sao giờ ta. Chắc Việt Nam của mình là very rút hơn đó mấy bà. Còn đồ ăn ở đây thì cũng đơn sơ đơn giản thôi. 1.500 bạc là tính ra cũng hơn 1 triệu tiền Việt Nam của mình rồi. Dắt bà lên đây, bà thấy mấy người ta ngồi ha, bà im gu. Tới chừng đi lấy đồ ăn, cái bà nói trời ơi, đồ ăn mà đi lấy ship hàng nữa. Cái tôi nói thôi bà ngồi ở đây chỗ đi, cây con ship hàng cho con lấy. Không nha má, má tao cũng chen chút lắm. Đi ship hàng đi là đằng đẵng lấy luôn. Tại vì mấy cái tôm, mấy hải sản mà mấy đồ ngon á là người ta chỉ cho mình cái số lượng đúng như cái dĩa thôi, người ta không có cho mình lấy nhiều. Ta sợ mình bỏ phung phí rồi này kia ăn không hết. Còn chỗ quầy like nè mấy bà, muốn múc nhiêu múc, múc hết đổ vô, múc hết đổ vô. Ê mấy bà ơi, đi đúng cái chuyến 5 giờ của tôi là tôi nó hơi bị đỉnh luôn. Ngắm hoàng hôn lặn rồi tí xíu nữa bắt đầu nó lên đèn nữa. Nhìn ở đây là hơi bị đã. Đây là cái ngôi chùa mà người ta cho thuê đồ Thái đó. Mình vô đây mình chụp được luôn. Mà qua bữa sau tôi bận quá tôi không có vô được mấy bà. Rồi ta nói ngang bữa nay bà ăn đồ ăn đồ này kia cũng được. Nhưng bà nói ủa sao đây ta là niêm hơi lạ. Không có ngót ngót ngọt ngọt giống như bên mình. Tôi nói muốn ngót ngót ngọt ngọt chứ bên mình thì mình về nhà mình ăn. Mắc sân dịch mày hay gì mà đuổi tao về hoài vậy thằng chó. Vậy mày đừng ngủ tao đi nữa nha. Trời ơi, đụng tới chút xíu là chữ, đụng chút xíu là chữ vậy đó. Má tao cái câu trong ngôn là thương cho roi cho giọt, ghét cho giọt cho roi. Ừ. Hey, bây giờ là cái không khí ban đêm xuống rồi nè, mà đi ngay cái lễ hội người ta đặt nhẹ hết trơn, vui lắm mấy bà ơi. Khúc này đi về cái ông hướng dẫn viên du lịch đó nói là muốn có đi tàu điện ngầm không. Ê xàm rồi, em nói lộn rồi, em nói là đi tàu điện mấy bà. Cũng mua vé bắt trước đi tàu điện xong rồi họ dí má tôi lên trên tàu này thì sẽ có một cái ghế, mà cái ghế đó mấy bạn đừng có đường ngồi nha, đừng ngồi nha, thấy ghế vậy đừng ngồi nha, tại vì cái đó là dành cho người khuyết tật và lớn tuổi. Vé đi vô là la ba mày lụ má mày lẹo hết hồn. Còn nữa mấy bà, khách sạn ở Thái cấm tuyệt đối không đem sầu riêng. Rồi Thái Lan mới có phần 2 à. Còn phần 3 phần 4 má tôi bà chửi tùm lum chứ, chửi lộn với người Thái mới ghê. Bà nào hóng không trời.